Sau khi kiếm được một cái mũ siêu mạnh trong video farm cho Furina, thì Nahida của mình thì càng ngày càng gần hơn với việc top 1 trên Akasa. Thì và vì video Nahida vừa rồi là một video thành công, nên mình quyết định làm thêm một lần nữa để xem rằng liệu Nahida có đồ siêu ngon như thế này có thể trở nên mạnh hơn nữa hay không. Thì mọi người cùng coi diễn biến video sau nha. Ok, dựa đầu tiên chúng ta có hai thứ chúng ta cần. Cái này thì maybe, còn cái này thì cần nâng cấp nè, coi tinh thông nguyên tố có thể giữ cho Raiden support ha, hay là cho Nahida support ha. Cái này em mới nhựa đầu mọi người, và cái hiệu quả nạp vậy. What the hell. Ok, ba cái này thì không cần rồi ha. Ê, mới nói không cần xong nó cho cái sát thương nguyên tố phong là mình rung động quá mọi người. Cái này sao tinh thông thì không cần. Ê, mới nhựa một hai nhựa đầu mà mọi người ảo điên. Ok, giờ thì full hoàng kim luôn. Em suy nghĩ được nè, cũng được. Này không? Thì chắc chắn không cần rồi. Mình không chơi Raiden cho nên mình mới không lấy cái này. Cái này thì mình để coi thử, tại vì mình nhớ mình có dòng phụ ngon hơn ha. Cái nhựa cuối cùng của một ngày và chúng ta có hai cái ly. Một cái HP. Cái thấy được tới lôi. Ok. Thử có cái này mà vô tỷ lệ bạo thì suy nghĩ ha. À lộn, ok, vô phòng cử. Cứ sát thương nãy mình nói sát thương bạo, mình nói lộn. Rồi, giờ tới cái này, tỷ lệ đi, làm ơn. Cũng đâu khổ lắm mà cho cái tỷ lệ đi. HP vậy. Mọi người biết sao không? Mình sẽ cho nó lên thử, cộng 8, cho nó vô sát thương bạo hay không. Ok, cái đầu tiên vô phòng ngự. Cho nó một cơ hội cuối cùng. Đâu, mày sẽ vô cái gì đây? Ok, bỏ đi hả? À, đó, lý do mà mình ly phong của mình chưa có mạnh là vậy đó. Cái mình nhớ mình có một cái lông khá mạnh rồi á, nhưng mình nên thử coi vô cái gì. Quả nạp thì bỏ ha. Ok, rồi, cái này thử. Chẳng lẽ video kết thúc rồi cái này luôn. Ok, hình. Video chưa kết thúc được mọi người. Hình. Video mà kết thúc luôn thì hơi xàm. Cái này có vẻ mạnh nè. Không biết gì nha. Cái HP bỏ đi. Bỏ ông ta. Cái mình nhớ mình có một cái hoa onset cho Nilo. Chưa có. Ok, để thử rồi. 5.3 HP là liệu nó có thể vượt HP của cái kia không? Lên 12 luôn đi ha. Đó mà không. Nó rớt hết rồi. Và chúng ta có cuối cùng của ngày hôm nay, chúng ta có một cái double crit ngay ngày đầu tiên chúng ta farm. Cũng ngon. Tương thẳng 12 đi ha, coi nó vô cái gì. Một lần tinh thông, một lần sát thương bạo. Suy nghĩ được. Để coi lần này vô cái gì. Tỷ lệ bạo, hơi low roll một tí nhưng nó vẫn là tỷ lệ bạo. Coi thử coi 20, à cái cuối nó lệch. Cái này mới 23 CV rồi ha. Bỏ. Cái nhưng mà ngày đầu vậy nó cũng khá là triển vọng. Hy vọng là mấy ngày sau chúng ta có thể được những cái thứ ngon như vậy, là có thể Nahida của mình sẽ được top 1 luôn á. Ok, ông Hưng về mọi người. Và ông Hưng đem lại cho chúng ta 3 thánh di vật. Liệu ông Hưng có giúp nâng cấp không? Hay là... Tạm. Ok, phòng ngự. Phòng ngự. Hả? Từ từ khoan. Gì đây? Để thử coi. Nó lệch một lần. Không đủ tốt á, nó còn low roll, nó hơi low roll. Mình có đồ ngon hơn rồi. Ê, có đồ ngon. Ok. Có cơ hội.
thử được. Mình muốn nâng cấp tiếp cho Nilo ha. Cái không quan trọng lên trước đi ha. Cái hoa cho Nilo. Nilo giờ đang có 25% phòng ngự HP nè. Liệu cái hoa thứ hai chúng ta có thể nâng cấp được cho con Nilo này lên 30% HP không? Thì coi thử coi ha. 6 còn 16 thử nè. Đây, nó vô all in tấn công. Vậy thôi, ok, hợp lý. Thử rồi, vậy chúng ta thử tới cái này ha. Ê, hay, ngon. Basically là nó không mạnh bằng cái này, nhưng mà nó là cái hoa tiếp theo duy nhất mà có double crit và nó vô ổn trong ạc mình luôn á ha. Tại vì vẫn ngon phết mọi người. Mình thử cái trick lỏ mà nâng im lặng không nói gì hết á, rốt cuộc nó thành công thiệt ha. Cũng ngon. Ba đồ. Cái ly mà không cần nữa ha. Adu. Cái gì đây? Cái gì đây? Lại ba đồ. Lại ba đồ. Adu. Adu. Ê, từ á. Adu. Em có chơi chung game với anh không? Chắc chung á anh. Dạ hai đồ này. Đi là không cần này. Nữa à? Bật phần mềm chống hack nha. Ba không, ý đó là ba cái rồi đó, nhớ không? Em có một cái sẵn, cái video trước có cái này, bây giờ cái này cũng có luôn. Ủa? Bật phần mềm chống hack lên. Tôi đang nghi ngờ cái ạc này bị hack, đúng không? Thì hai cái nè. Gì đây? Thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Có phải mình nói sai không? Nó hack game hiểu không? Có hack đâu. Có hack đó hay không? Cái này hai cái lại nè. Bữa này. Đấy, cái đó hack đâu, thấy không? Đồ bình thường. Các bạn biết không? Bây giờ mình muốn trở thành phản diện rồi. Mình muốn trở thành phản diện rồi. Phản diện là sao? Chúng ta có một câu nói gì? Tình chỉ đẹp khi còn gian dở. Giờ lên cái này lên nó không có gì nè. Đồ chỉ đẹp khi chưa cộng 20. Đó. Chưa. Dòng không được cái này. Mình sẽ làm cho tất cả các đồ này nó đồ rác nè, hết. Nó yếu nè. Đó thấy không? Không mạnh đâu. Nói gì. Đúng vậy, nó phải không mạnh chứ nó mạnh là nó hack. Được không? Trời. Nó mà mạnh một nó mà 40 CP trong cái đợt này một cái là mình tố cáo nó luôn. À lệch lần là dục. Đó, nó còn low roll nữa, đâu có mạnh đâu, đúng không? Em yếu mà. Phải double crit nè, dòng 4 là cái gì đây? Đó, phòng ngự nè, đâu có mạnh đâu. Thì bớt đi em, bớt đi. Phải nâng đã chứ. Sao lại roll tiếp? Ủa, sao lại nâng tiếp nữa, bớt đi. Đừng nâng. Đó. Lệch lần rồi. Bớt đi, được rồi, đúng rồi. Hình như là so với cái này thì nó yếu hơn. Ừ, cái này 17 nạp. Cái đó là nhiêu ta? 7, 25, 33 hả? Đó, còn kia là ừ. Mới 33, còn cái này max là 30. Ừ, cho nên là yeah, dục. Rồi, cái cuối cùng. Mình chiếc lõi đây mọi người. Còn tăng sát thương cái tố thủy, hai dòng tỷ lệ sát thương HP nữa. Chiếc lõi nha, bị chiếc lõi nè. Bắt từ. Ôi trời, nó còn tinh thông nữa hả? Đang speechless.
Tức là hên quá. Đó, nhưng mà nó vẫn 30 CV rồi ha. Và hiện tại này cái ly thủy 10-11 mạnh... chứ. Ly thủy 10-11, 21 tinh thông, 538 máu. Hiện mình tại... không biết con nào cầm cái đó cả các bạn à. Hiện tại cái này là ly thủy mạnh nhì giặt mình ha. Cô mỗi cái ly hiện tại đang trên người xin chiêu thôi. Ok, cũng được, cái chiếc lõ hợp lý nha. Chiếc lõ hợp lý, chiếc lõ hợp lý. Chiếc lõ là đừng nói gì cả. Hồi nãy ông Hưng cắt một cái là ông Hưng ông bắt mình nói trong lúc cắt cho nên là mới bị mất linh á. Chứ nãy mà mình im luôn là ông bị gì rồi ha. Nãy mình im luôn là 40 CV rồi, tất cả là tại Hưng. Đây 3978 rồi mọi người. Wow. Ý. Ê, vô crit thiệt kìa mọi người. Trời phết. Hold up. Wait a minute, something ain't right. Nó lô rôn hết hai cái thác hương bạo ơi. Để mình kiểm tra coi có cái lông nào khác không. Cái lông này nó tốt hơn hẳn nè. Cái này nó không lệch lắm nhưng mà nó lô rôn quá, nó còn không bằng được CV của cái này nữa. Thôi bỏ đi ha. Ê, thêm cái nữa kìa, hôm nay ảo gì vậy? Ảo điên kìa. Ừ mà là hai lần rồi bỏ đi. Onset cái đó cũng chỉ có tích Nari xài thôi cho nên là yeah. Này thì nó mạnh rồi nè, để coi lên 20 luôn đi coi nó vô cái gì. Brother What's that? What's that brother? Ừ thì đó mình bữa mình nói đó là cộng là 3978 không nên để all in là vậy đó. Nó sẽ lệch hoàn toàn luôn. Này cho nhà lữ hành mình có cái 80 tinh thông rồi, thử không, lên thử coi được 100 không. Ê ôi ôi từ từ quay. Rồi ngự nữa này. Hãy xú lắm nha. Lên 8 nó không vô tinh thông bỏ rồi. Thôi rồi đó, bỏ đi. Khỏe. Ê chứ cái này mình thử nghiệm thôi. Nó không, tại vì nó phải all in nó mới qua được cái lông này. Nó phải all in nó mới qua được cái lông ma quỷ này. Còn nó còn có tỷ lệ có nạp nữa sao em nghĩ nó qua. À em có cúng gì không? Thôi. Đó thấy chưa. À. I mean it's alright, like. Thật ra nó không tới gọi là biết. Mà tính ra là thêm 7.8 đó. Ồ, thế là nó mắc từng thứ á, nhưng mà tổng vẫn 18.7. Ừ, nó không tới nổi tệ so với lại kia, tại vì em có cái này với lại cái. Nó là cái, thật ra nó là cái nón tỷ lệ duy nhất đúng không? Ừ. Nó là cái nón tỷ lệ duy nhất em có. Ba lần nó low roll thì yeah, nhưng mà thôi nó cũng không tới nổi tệ. Vậy nếu mà kiểu như mai mốt cân độ thì có thể xem xét được. Sát thương nguyên tố thảo tấn công. Ly tấn công. Em hiện tại không có chơi con nào tên Dragon Shogun ở trong game này hết. Thank you.
Ok. Tính dùng chiến thuật im lặng mà có vẻ chứ không hiệu quả mọi người. Hay thì mình đang cố im lặng đây nhưng mà thấy chắc câm lặng luôn rồi. Ừ. Thì ngược tấn công mong HP. Ok, đó là hết kết thúc video luôn rồi đó mọi người.